Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau thực hành nhìn tranh và kể câu chuyện Sự Tích Hoa Màu Gà. Các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Ngày xưa, cô gà mái nào cũng có một cái màu đỏ rất đẹp, y như màu của các chú gà trống bây giờ. Một buổi sớm, gà mái mơ soi mình trong vũng nước và sung sướng thấy cái màu trên đỉnh đầu mình đỏ rực rỡ như một chùm hoa. Mọi vật nhìn gà mái mơ suýt xoa: chiếc màu mới xinh xắn làm sao? Gà mái mơ đi tung tăng khắp nơi kiếm mồi. Nó đến bên bể nước và nghe có tiếng khóc ti tỉ. Thì ra có một cái cây màu đỏ tía đang khóc. Nó khẽ hỏi: bạn sao thế? Cây sụt xịt: các cây quanh đây, cây nào cũng có hoa, chỉ mỗi mình tôi là không có. Dứt lời, cây lại khóc, nước mắt rơi lã chả. An ủi bao nhiêu cũng không làm cây nín. Gà mái mơ nghĩ một lúc rồi quyết định: tôi tặng bạn bông hoa màu đỏ trên đầu tôi nhé. Cây vẫy lá rối rít: bạn cho tôi thật chứ? Cảm ơn bạn. Sáng hôm sau, mọi người ngạc nhiên khi trên đầu gà mái mơ không còn chiếc màu đẹp đẽ, còn cái cây bên bể nước thì lại nở một chùm hoa đỏ thắm. Cây sung sướng vươn mình đón ánh mặt trời. Nó thì thầm kể cho mọi người nghe câu chuyện về lòng tốt của gà mái mơ. Từ đó, mọi người gọi tên cây là Hoa Màu Gà. Theo truyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.